Những dự án này từng là cội nguồn tạo nên một đội quân được vũ trang hùng mạnh nhất lịch sử nhân loại. Đó cũng là lời khẳng định đanh thép với phần còn lại của toàn thế giới về tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, về sức mạnh tuyệt đối của siêu cường Xô Viết. Nhưng cũng chính chúng cũng là một nguyên nhân góp phần dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết hùng mạnh. Trong video hôm nay, Kiến thức quân sự sẽ cùng các bạn đi vào khám phá cách những dự án quốc phòng siêu đắt đỏ của Liên Xô trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của siêu cường này. Trước khi đi vào nội dung chính, Kiến thức quân sự rất mong các bạn sẽ bấm nút thích và đăng ký cho kênh. Sự ủng hộ của các bạn luôn là động lực để chúng tôi tiếp tục ra mắt các sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn trong tương lai. Còn bây giờ, hãy quay trở lại nội dung. Có thể các bạn chưa biết, Liên Xô từng tạo được bước tiến nhảy vọt dưới thời của Stalin bằng cách tập trung mọi nguồn lực quốc gia vào các mục tiêu công nghiệp hóa. Chỉ trong vòng 10 năm, trình độ sản xuất của đất nước Xô Viết đã tương đương với thành tựu mà hầu hết các nước tư bản phát triển trước phải mất 50 đến 100 năm mới có thể làm được. Tuy nhiên, Liên Xô cũng phải trả giá. Quá trình tích lũy sức mạnh quốc gia nhờ quá trình công nghiệp hóa đã khiến mặt bằng chung về chất lượng cuộc sống của đại đa số người dân không được cải thiện. Đến những năm 1960, mô hình của họ bắt đầu đi vào xói mòn, khiến nền kinh tế phát triển không được toàn diện như các nước tư bản phát triển. Trong bối cảnh đó, họ lại phải tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với phương Tây. Yêu cầu được đặt ra đối với nền quốc phòng Liên Xô là phải đảm bảo duy trì khả năng răn đe Mỹ và Tây Âu, nhưng vẫn giữ giới hạn nguồn lực đầu tư cho quốc phòng không đến mức mất kiểm soát. Điều này được phản ánh trong một đoạn hội thoại giữa nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev với đô đốc hải quân Kuznetsov. Được biết trước đó, vị đô đốc huyền thoại của Liên Xô từng đề xuất xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh. Theo đó, Liên Xô sẽ cần một kế hoạch xây dựng lực lượng hải quân phát triển toàn diện, bao gồm hầu hết các tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu ngầm, tàu quét mìn làm nòng cốt, tương tự như Hoa Kỳ. Khrushchev khi đó đã hỏi đô đốc Kuznetsov: "Đồng chí Kuznetsov, hãy hình dung tình hình hôm nay. Nếu bây giờ tôi cho ông đóng tất cả những con tàu như ông yêu cầu, thì Liên Xô chiếm vị trí thứ mấy so với những nước thù địch như liên quân giữa Mỹ và Pháp? Chúng ta liệu có thể đương đầu với họ trên biển không?" Kuznetsov đáp: "Không, chúng ta vẫn sẽ thua họ đáng kể." Khrushchev khi này mới giải thích: "Vậy ông suy nghĩ thế nào mà tiêu khoản tiền này? Chúng ta sau 10 năm mới có những chiếc tàu mà ông đề xuất. Ngay bây giờ, những chiếc tàu đó tỏ ra là yếu hơn đối thủ. 10 năm nữa, chúng sẽ còn yếu hơn nữa. Bởi lẽ Mỹ và Anh sẽ thúc đẩy hạm đội của mình, và họ có nhiều khả năng về cả vật liệu lẫn tiền để làm điều đó. Cách làm của ông chỉ tốn tiền chứ không giải quyết được nhiệm vụ quốc phòng." Liên Xô là quốc gia lục địa rộng lớn chứ không phải quốc đảo như Anh. Họ cũng không phải phụ thuộc hải quân để bao quát các đồng minh châu Âu, châu Á như Hoa Kỳ. Giải pháp được Khrushchev cũng như nhiều thành viên quan trọng trong ban lãnh đạo Liên Xô chấp thuận khi đó là tập trung nghiên cứu, sản xuất những vũ khí tiết kiệm hơn, thực dụng hơn với điều kiện của Liên Xô. Đó chính là máy bay ném bom hay tiêm kích dùng động cơ phản lực công suất cao và các hệ thống tên lửa. Về sau, các nhà máy xe tăng hiện đại cũng được xây dựng. Dưới thời đại của Khrushchev, Liên Xô với vũ khí chiến thuật ở mức trung bình và hệ thống tên lửa đạn đạo uy lực vượt trội đã chứng tỏ hiệu quả. Những vụ việc như khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 cho thấy khả năng răn đe hạt nhân của Liên Xô đã đạt mức ngang hàng với Mỹ và phương Tây, dù tiềm lực kinh tế yếu hơn. Tuy nhiên, đến thời Brezhnev, từ năm 1964 đến 1982, Liên Xô lại có tham vọng lớn hơn khi tăng nguồn lực đầu tư cho quân sự. Các loại vũ khí hạng nặng được sản xuất với quy mô lớn hơn cả phương Tây lần lượt được trình làng. Chúng ta có thể nhìn thấy sự thay đổi này ngay trong hạm đội mặt nước của họ. Vai trò răn đe của những chiếc tàu hộ vệ hay khinh hạm mang tên lửa cỡ nhỏ dần bị thay thế bởi những con tàu tuần dương lớn hơn, tiêu tốn nhiều chi phí sản xuất và duy trì.
như chiếc tàu các bạn đang chứng kiến trên màn hình. Đó chính là một chiếc tuần dương hạm Cresta II, loại chiến hạm 5.600 tấn được vũ trang thuộc hàng mạnh nhất thế giới trong thập niên cuối 1960, đầu 1970. Vài năm sau, Liên Xô cho ra mắt loại tuần dương hạm Kirov chạy bằng năng lượng hạt nhân, sở hữu lượng choán nước 24.300 tấn. Đây được xem là loại tuần dương hạm uy lực nhất trên thế giới thời điểm hiện tại. Cũng trong thời gian này, Liên Xô lại tiếp tục khiến các đối thủ của họ lo lắng khi cho ra mắt lớp tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường mới, được gọi là Slava, với lượng choán nước 9.300 tấn. Nền tảng của hệ thống vũ khí trên tàu được thừa hưởng từ những thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất tên lửa của Liên Xô thời bấy giờ. Đó chính là dòng tên lửa đối hạm P-500 Banzan, có thể tấn công mục tiêu cách 550 km, cùng tốc độ Mach 3. Tàu cũng được trang bị hệ thống phòng không dòng S-300. Loại tàu này cũng có một bãi đáp cho trực thăng K-27. Slava có sức răn đe đến mức, ngay cả khi Liên Xô đã tan rã từ lâu, những con tàu này vẫn được xếp vào hàng những vũ khí răn đe có sức nặng. Chúng thường xuyên được Hải quân Nga phô diễn sức mạnh trong các cuộc tập trận, các chuyến giao hữu biểu dương sức mạnh của lực lượng này. Điều thú vị là các tàu thuộc lớp Slava được đóng tại phân xưởng 61 ở cụm nhà máy Nikolaev của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Ukraine. Xoáy hạm Moscow bị chìm vào hồi tháng 4 năm 2022 cũng do Ukraine gây ra. Cho đến thời điểm hiện tại, dòng tên lửa P-500 hay phiên bản cải tiến của nó là P-1000 Vulcan được Liên Xô lên ý tưởng thiết kế từ thời Khrushchev, vẫn được xem là loại vũ khí nguy hiểm, uy hiếp được cả tàu sân bay tốt nhất thế giới. Bên cạnh đó, hệ thống phòng không S-300 cũng đủ sức đương đầu với những tiêm kích thế hệ mới nhất. Hải quân Liên Xô cũng được trang bị 6 tàu sân bay dành cho máy bay lên thẳng thuộc hai lớp Kiev và Moscow. Cuối cùng, như để chứng tỏ mình đủ sức xây dựng một hạm đội đầy đủ, tương tự như Hoa Kỳ, đến năm 1982, Liên Xô cũng bắt đầu triển khai dự án tàu sân bay lớp Đô đốc Kuznetsov. Như các bạn đã biết, mẫu tàu này chưa kịp phục vụ Hải quân Liên Xô thì đất liên bang này đã tàn rã. Sau đó có một chiếc tàu loại này đã được Trung Quốc cải tạo trở thành tàu sân bay Liaoning, biểu tượng sức mạnh của quốc gia mạnh nhất Đông Á. Ngoài ra, Liên Xô từng triển khai một dự án làm tàu sân bay hạng nặng Ujanov với chi phí ban đầu lên tới 800 triệu rúp, sau đó lên 2 tỷ rúp, nhưng cuối cùng đã không thành công. Ngoài những tàu tuần dương, tàu sân bay trực thăng, Liên Xô thời Brezhnev cũng tiến hành hàng loạt các dự án phát triển tàu khu trục thuộc đủ các loại, từ hạng nặng đến hạng nhẹ, ngoại trừ tàu sân bay và lực lượng tấn công đổ bộ. Hạm đội tàu chiến mặt nước Liên Xô khi đó được xem là sánh ngang với Hoa Kỳ. Chừng đó có thể được xem là quá nhiều đối với lực lượng hải quân như Liên Xô, ngay cả đối với nhiệm vụ hoạt động công khai tại nước ngoài. Trong tương quan so sánh, kỹ thuật đóng tàu Liên Xô không hơn so với Hoa Kỳ và Tây Âu. Sở dĩ các con tàu của họ nguy hiểm là nhờ sở hữu những tên lửa từ đối hạm, tên lửa phòng không và cả săn ngầm. Liên Xô sở hữu đội tàu mặt nước đồ sộ, trong khi vẫn đồng thời duy trì lực lượng tàu ngầm khổng lồ. Theo ước tính, đến năm 1990, tức là khi Liên Xô đã gần bước đến thời khắc tàn rã, họ vẫn duy trì tới 68 tàu ngầm tấn công hạt nhân thuộc các lớp theo định danh NATO là Yankee, November, Victor, Alpha, Scud, Sierra, Aquila và Typhoon. Trong đó các lớp Yankee, Victor, Alpha, Scud, Sierra và Typhoon đều được phát triển hoặc đưa vào sử dụng từ những năm 1964 đến 1982. Quả thực chỉ cần một nửa số tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô sử dụng từ 10 đến 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa thuộc các loại như RSM-45R31 có tầm bắn 4.500 km. Hai loại R-37 Reef có hình dáng rất đặc trưng có tầm bắn 8.300 km là quá đủ để răn đe đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đã thế, trong các thành phần tạo nên sức mạnh tổng thể của lực lượng tàu ngầm Liên Xô còn có gần 100 tàu ngầm tấn công thông thường như Kilo, Tango, Beluga, có vẻ như là quá dư giả đối với yêu cầu răn đe hủy diệt. Điều đó cũng có nghĩa là Hải quân Liên Xô thời Brezhnev phải duy trì sức mạnh toàn diện đủ để thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù là phô trương lực lượng, phòng thủ, viễn chinh hay tấn công phủ đầu. Điều này có lẽ đã vượt quá yêu cầu được đặt ra từ những năm 1960, rằng Liên Xô chỉ cần đảm bảo sức chiến đấu của bộ ba răn đe hạt nhân và lực lượng lục quân mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào ở lục địa Á-Âu. Tuy nhiên, các dự án phát triển lực lượng hạm đội tốn kém
vẫn chưa phải là vấn đề chính khiến quá trình chạy đua vũ trang của Liên Xô được xếp vào những nguyên nhân khiến liên bang này sụp đổ. Như đoạn video các bạn đang thấy trên màn hình, đây từng là niềm tự hào một thời của Liên Xô khi trở thành đất nước khởi đầu cho cuộc đua chinh phục vũ trụ, mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Việc thành công chinh phục vũ trụ cũng giúp quân đội Liên Xô mở ra tiềm năng cho các hoạt động kết hợp thông tin giữa hệ thống vũ khí dưới mặt đất với các vệ tinh không gian. Một sự kiện nổi tiếng khác cũng đánh dấu cột mốc mới trong cuộc đua chinh phục không gian. Đó chính là vào năm 1961, Gagarin trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại thực hiện chuyến bay vào vũ trụ. Trong không khí tràn ngập niềm vui sướng, người ta đã quên mất bức thư được người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia KGB khi đó là Vladimir Semichesny gửi cho Khrushchev vào năm 1963. Có đề cập đến chuyện một chuyến bay của Gagarin đã làm 4 tỷ rúp của Liên Xô bay cùng, tức là ngang với đề án chế tạo một con tàu sân bay mới. Nước Mỹ cũng hưởng ứng cuộc đua vào vũ trụ. Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đã triển khai cuộc chiến không gian với Liên Xô, cùng khoản đầu tư lên đến vài chục tỷ đô. Tuy nhiên, trong cuộc đua chạy lên mặt trăng, Liên Xô đã hụt hơi. Hàng loạt dự án tốn kém về sau, đặc biệt là quá trình tên lửa đẩy nhiên liệu rắn N1 đã bị cả những người thoải mái nhất với vấn đề chi tiêu ngân sách của quân đội Liên Xô phản đối. Theo đó, tất cả các vụ phóng N1, 4 lần thử được thực hiện từ tháng 2 năm 1969 đến tháng 11 năm 1972, tất cả đều không thành công. Cả 4 lần phóng của N1 đều thất bại ngay cả trước khi nhiên liệu cháy hết ở giai đoạn đầu. Nỗ lực thứ hai vào ngày 3 tháng 7 năm 1969, lúc đó tàu Apollo 11 của NASA đã ở trên bệ phóng, dự định đưa tàu thăm dò vào quỹ đạo mặt trăng. Không có phi hành gia nào trên tàu Dawn, nhưng chuyến bay nhằm báo hiệu rằng Liên Xô đã gần đạt được mục tiêu. Vài giây sau khi phóng, tên lửa N1 rơi xuống và phát nổ. Vụ nổ mạnh đến mức Valery Menshikov, một sĩ quan lực lượng tên lửa trẻ đang làm nhiệm vụ vào thời điểm đó cho biết, các mảnh vỡ của tên lửa bay đi 10 km và kính vỡ trong các tòa nhà cách đó 40 km. Một chiếc xe hình cầu nặng 400 kg đã rơi xuống, nằm cách bệ phóng 7 km. Trước đó, khi nói về dự án lên mặt trăng, nguyên soái quân đội Liên Xô Rodion Malinovsky đã tuyên bố: chúng ta không đủ khả năng và sẽ không chế tạo các hệ thống phóng siêu mạnh để bay lên mặt trăng. Hay thẳng thắn hơn, như người kế nhiệm ông, nguyên soái Andrei Redko nói: tôi hoàn toàn phản đối mọi sứ mệnh lên mặt trăng. Sự thất bại của tên lửa N1 và cuộc đua vào mặt trăng cũng đánh dấu bước đầu hụt hơi của Liên Xô trong cuộc đua chinh phục vệ tinh này. Không có tên tuổi như những phi hành gia nổi tiếng được kỳ vọng thời đó như Valery Vykovsky, Pavel Popovich và Alexei Leonov. Nhưng nếu những người này nhìn vào khoản ngân sách được dùng để chi cho các hoạt động khám phá vũ trụ của Liên Xô, họ sẽ có góc nhìn khác. Tuy nhiên, do lo sợ nguy cơ Hoa Kỳ vũ khí hóa không gian gây bất lợi cho Liên Xô, quân đội nước này vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho hoạt động khám phá không gian. Dự án đánh dấu thất bại cuối cùng của Liên Xô trước Hoa Kỳ trong cuộc đua vào vũ trụ lại là dự án Energia Buran. Con tàu này có tên là Buran, mang vẻ ngoài rất giống với tàu con thoi Columbia của Mỹ. Do ra đời muộn 7 năm so với các đồng loại khác quê hương, nên Buran đã tránh được những sai lầm của đối thủ, tiến bộ hơn nhiều lần. Buran có thể ở trên quỹ đạo 30 ngày, dài gấp đôi so với tàu Columbia. Nó có thể chở 30 tấn hàng hóa, trong khi tàu con thoi của Mỹ chỉ chở được 24 tấn. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là tàu vũ trụ Buran có thể bay và hạ cánh theo cơ chế tự động. Điều này đã được thể hiện một cách hoàn hảo trong lần bay duy nhất của nó. Mặc dù Buran là một bước đột phá thực sự về kỹ thuật, nhưng dự án tạo ra nó quá đắt đỏ, lên tới 16,4 tỷ rúp, tương đương với 4 con tàu sân bay. Điều này khiến an toàn ngân sách Liên Xô lâm vào tình trạng đáng báo động. Đến năm 1990, siêu cường này đã buộc phải đóng cửa dự án, rời khỏi cuộc đua vào vũ trụ. Nhưng thực ra, sự lãng phí ngân sách của Liên Xô cho quân sự và các hoạt động liên quan không dừng lại ở đó. Với phương châm làm bất cứ thứ gì cũng phải nhiều, nhanh và bền, họ đã tạo ra số lượng trang bị khổng lồ đến mức dư giả. Ngay như dàn xe tăng khổng lồ của Liên Xô cũng là ví dụ minh chứng cho điều này. Ước tính trong chiến tranh lạnh, Liên Xô đã sản xuất hơn 100.000 xe tăng các loại. Con số này là khá nhiều và từ một thời điểm nhất định, việc sản xuất hàng loạt như vậy đã được coi là không hợp lý.
Trong tương quan so sánh với Hoa Kỳ, tính đến đầu năm 1974, họ chỉ có 8.226 xe tăng, trong đó chỉ có 5.049 chiếc là xe tăng M60 hiện đại. 3.177 xe còn lại thuộc loại M48, được sản xuất từ năm 1953 đến năm 1959. Trong khi các xe tăng Liên Xô hầu hết đều có chất lượng tốt, có một số dòng như T-64 còn được đánh giá là đi trước thời đại đến hàng chục năm. Tất nhiên cũng có lập luận cho rằng Liên Xô có động lực kinh tế, sản lượng hàng hóa tiêu dùng không bằng phương Tây, và đến những năm 1970, họ phải đối đầu với cả Trung Quốc. Liên Xô cũng vì thế mà khó có thể duy trì chiến tranh với các đối thủ trong thời gian quá dài. Do vậy, việc sử dụng xe tăng là mũi tấn công chủ lực ở châu Á và miền Bắc Trung Quốc cùng một lúc để giành thắng lợi nhanh nhất, rõ ràng không phải là ý kiến tồi. Nhất là khi nguyên soái Lâm Bưu của Trung Quốc còn từng lo sợ đến mức muốn di tản thủ đô xuống phía Nam để tránh mũi tấn công của xe tăng Liên Xô. Nhưng kịch bản này chỉ có thể trở thành hiện thực nếu đó là thời kỳ đại chiến thế giới thứ hai trở về trước. Một cuộc tấn công tổng lực vào châu Âu hay Trung Quốc bằng lực lượng lục quân thông thường đến mức đe dọa sự tồn vong của các quốc gia đó đều có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân và hàng chục sư đoàn sẽ biến mất chỉ trong một ngày. Rõ ràng những năm 1970 trở về sau không còn là thời đại các cường quốc có thể trực tiếp dùng chiến tranh thông thường để xóa tên nhau trên bản đồ thế giới. Bản thân lực lượng hạt nhân được Liên Xô đặt tại phần lãnh thổ châu Âu của mình cũng được yêu cầu chuẩn bị cho tình huống này. Hay kể cả không dùng đến tên lửa đạn đạo hạt nhân, thì cả lục địa Á-Âu cũng không nước nào sở hữu lực lượng pháo binh, tên lửa và không quân chiến lược như Liên Xô. Do vậy, việc đầu tư quá lớn vào các lực lượng thông thường về một khía cạnh nào đó là cần thiết để thể hiện sức mạnh quốc gia này. Nhưng mà khác, điều đó cũng phải đánh đổi bằng nguồn ngân sách lớn để duy trì, trong khi hiệu quả thu về lại không rõ ràng. Ngoài ra, chi phí phục vụ quốc phòng của Liên Xô còn thể hiện ở quá trình viện trợ cho những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và đồng minh trên khắp thế giới. Nếu phải lập ra danh sách các quốc gia thuộc thế giới thứ ba từng nhận được sự hỗ trợ của Liên Xô, ít nhất cũng phải cần đến vài mặt giấy. Nhưng thực ra, phần lớn khoản viện trợ của Liên Xô dành cho các nước được tiến hành dưới thời Brezhnev. Còn dưới thời của Stalin và Khrushchev, các khoản viện trợ đều được tính toán rất kỹ đến lợi ích cốt lõi sẽ mang lại cho Liên Xô sau đó. Dù về sau, Liên Xô đã hào phóng giúp đỡ các quốc gia, ngay cả khi họ là bên trung lập hoặc không đem lại lợi ích trực tiếp cho mình. Tuy nhiên, Liên Xô không phải lúc nào cũng tạo được sự ràng buộc bền chắc về kinh tế, xã hội, an ninh đối với những quốc gia từng được họ giúp đỡ. Không ít quốc gia rời bỏ quỹ đạo của Liên Xô khi nhận thấy siêu cường này không còn đem lại lợi ích cho họ. Đáng chú ý nhất là Trung Quốc. Ngay từ thời Stalin và Khrushchev, nước này đã nhận được sự giúp đỡ đáng kể từ vũ khí, trang thiết bị lẫn cơ sở hạ tầng. Nhưng khi mà quan hệ với Liên Xô trở nên xấu đi, họ còn liên minh với phương Tây để bao vây, chống phá lại siêu cường này. Ở một số trường hợp khác, khi Liên Xô ngừng viện trợ, các quốc gia lại rơi vào quỹ đạo của phương Tây hoặc Trung Quốc. Đã thế năm 1979, ngay trong thời điểm quốc gia còn nhiều khó khăn, Liên Xô vẫn tiến hành chiến dịch quân sự ở Afghanistan. Cuộc chiến thất bại lại một lần nữa làm khoét sâu những tổn thương đã âm ỉ từ lâu trong lòng xã hội đất nước Xô Viết này. Nói về các nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô, ngoài nguồn lực đầu tư cho quân sự quá lớn để chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ, người ta còn đề cập đến sự yếu kém của nền công nghiệp, khủng hoảng dầu mỏ, tư tưởng biến chất trong chính hàng ngũ lãnh đạo. Những lĩnh vực đầu tư tốn kém mà chúng tôi vừa đề cập chỉ là đại diện cho những bất cập của chính quyền Liên Xô khi họ không thể lựa chọn tối ưu các nguồn lực để có thể chạy đua vũ trang trong thời gian dài với Hoa Kỳ. Bản thân Liên Xô cũng thất bại trước phương Tây trong cuộc đua dài hơi nhằm vừa gia tăng tiềm lực tổng thể, khẳng định sự ưu việt của chế độ, vừa tập trung nguồn lực để đạt được thành tựu lớn. Sự sụp đổ của Liên Xô sau một thời gian duy trì lực lượng quân sự hùng hậu cùng dàn vũ khí hiện đại bậc nhất thế giới cũng dạy cho chúng ta bài học rằng tạo nên sức mạnh vượt trội trong thời gian ngắn đã khó, nhưng việc duy trì trạng thái đó lâu bền lại càng khó hơn. Nhưng đây lại là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là góc nhìn của kiến thức quân sự. Còn quan điểm của các bạn như thế nào? Các dự án quân sự quá lãng phí nói riêng và chi tiêu cho quân đội quá lớn nói chung có phải là một nguyên nhân chính khiến siêu cường Liên Xô sụp đổ hay không? Còn về Khrushchev, nếu không tính đến các sai lầm của nhà lãnh đạo này trong cải cách nông nghiệp hay chỉ trích tệ sùng bái cá nhân làm mất lòng Trung Quốc, Triều Tiên, thì giải pháp thu hẹp quy mô quân đội Liên Xô theo hướng thực dụng chỉ xoay quanh khả năng phòng thủ và gian đe hủy diệt hàng loạt có phải là biện pháp tốt nhất để tiết kiệm ngân sách? Hãy để lại câu trả lời xuống phần phía dưới. Còn bây giờ,
xin đừng vội tắt video vì chúng tôi vẫn còn điều bất ngờ hé lộ một phần nội dung video kế tiếp.